Không biết bơi là nguy hiểm lắm đó. Không ngại chỉ cho. Nha, thích nè, thích nè, sâu. Nó phải sâu nè, rồi. Rồi quát. Ê. Em không biết bơi không? Anh kia anh chỉ luôn nha, anh nhớ còn là thầy dạy bơi của anh nhá. Em làm gì? Thư à? À, tên Thư cũng đẹp nha. Ở đây nha, lấy nước cho em uống nha. Uống nước dưới nước, đó là chất. Bây giờ, ông cũng bơi à? Xin lỗi. Cảm em. Bố phê đây ngon nhờ. Ăn đi bà. Chúc ngon miệng. Hai con cá chê. Ăn cá ươn nói thì tôi chẳng nghe gì không. Lo cá Tư chứ hồn. Cá Tư ơi. Này, tay Vũ nhà mày ấy, mày phải để ý. Đang bầu bí thì cũng phải giữ, nhớ chưa? Rồi, làm gì canh cho nó mệt. Em cứ đi thả thính lung tung, lấy độc chị độc cho nó sướng. To mồm thế. Được, để chị chống mắt lên xem mày chị độc thế nào. Chị đừng có coi thường em. Ui, gì ấy? Sao ở trên đời vẫn còn tồn tại cái thể loại người thấy gái xinh mà cứ dửng dưng thế? Đâu? Sao có chồng mày tí nào? Này, khéo lại xứ. Có mày xứ. Ừ. Gì? Chị đố mày đong được nó đấy. Đừng có thách nhà giàu hút tương. Chị có tin là chỉ sau 5 phút em sẽ làm cho nó sang đây mời chị em mình rượu không? Cá không? Cá cực gì đó? À, nào. Thì là Thư đang bảo chỉ trong 5 phút sẽ làm cho anh chim cỏ đằng kia sang đây mời rượu bọn em. Chị kích em chứ. Hay đây, có trò rồi. Sao? Cá cược à? Hả? Em Thư nhà ta cái gì cũng không có. Có mỗi tự tin là thừa. Thể hiện đi em ơi. Anh cũng muốn mở mang tầm mắt nữa. Anh thôi đi. Sao? Làm được không? Không được thì cứ nhận mình là người nổ. Hả? Vụ này hay đấy. Em nghĩ là ta nên làm tí độ đi cho nó xôm. Em mà làm được nhá thì mọi người phải mất tiền cho em đấy. Nào, 500 đô. Bây giờ ai là người chi? Ở đây. Ôi dồi ôi, nhà tài trợ chính của chương trình đây rồi. Mày nhận luôn, mày giấu bắt xa. 5 phút không làm được đâu, yên tâm. Nhận đi. Ok, chơi 500 đô nếu như em làm được. Còn nếu như em không làm được, anh lấy giá hữu nghị 300 thôi. Ok. Chơi luôn. Chốt kèo. Bấm giờ đi. Cố lên em nhé. Ê, chả làm gì mà có 300 đô xài. Bắt đầu. Tiền dễ quá. Nghe làm sao được. Vợ chồng ai làm thế? Nhìn bộ dạng là biết không vô kèo rồi. Thì từ từ mới biết được chứ. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Thế là cũng loanh quanh gần 5 phút rồi đấy. Ê. Đã hết đâu mà. Mất cả đứa, nó đi một phát mất hết 300. Thì mình cũng mất 500. Không chơi quật nha. Em chào anh. Chào em. Anh mời em một ly được không? Anh không ngại uống rượu, em chỉ cần có lý do thôi. Anh thích thì anh mời có được không? Được quá đi chứ. À, xin lỗi nha. Vợ của tôi á đang có em bé, không có được rượu. Em xin lỗi nhá. Luôn tiền ra đây. Nào. Nào. Thách chị à? Anh mua đấy. Gì ba? Hết hồn. Trời ơi, cái áo kinh vãi. Mày cởi giùm tao đi. Cái bữa tao bị hiếp á, tao mặc áo y chang mày luôn. Ủa, cái thằng kinh quá. Tao không ngờ là bài của em Thư ám ảnh mày kinh thế. Hả? Nhắc vụ em Thư mới nhớ. Ê, tại sao trong một thời gian ngắn như vậy mà cô ta có thể thả tính thằng chim cò đó mày? Chim cò cái gì? Chị đã bán đứng em rồi, em không nói. Chị bán đứng em rồi. Chẳng qua ấy, đấy là tao tạo điều kiện để cho tay Vũ tay thấy. Là nếu chỉ cần để sổng mày ra 1 phút thôi thì lập tức sẽ có thằng khác vợt ngay. Giá trị của mày được đẩy lên cao vùn vụt như thế còn trách chị. Cao vùn vụt cái gì? Lão ấy sẽ chỉ khắc sâu vào trong đầu là em là một con chuyên chăn dai. Thế thôi. Đâu mất 100 rồi? Sao có 4 rồi? Này, có khi nào cái hợp đồng hôn nhân của mày lại dẫn đến một chuyện tình cảm mà khắc cốt ghi tâm không? Điên à? Bị nhiễm phim hả? Gớp, ngày xưa ông đã thích nó bỏ mẹ ra còn gì nữa. Này, bây giờ nhá, suốt ngày kè kè với nhau, xong em đi thú vị như thế, biết đâu sau này như nào. Bản hợp đồng mày soạn. Mày không nhớ hả? Tao và Thư là vợ chồng đồng minh. Là đồng minh, hiểu chưa? Kể cả rất hiểu đi chăng nữa thì tao cũng nhớ là trong cái hợp đồng đấy chả điều khoản nào cấm chúng mày yêu nhau à? Đúng chưa? Rồi mà làm gì lái nhái chuyện này hoài vậy? Bố thích mấy chuyện phức tạp đấy. Mày rảnh. À, bà Linh ấy, không hiểu sao mắt cứ nhìn mình lúng la lúng liếng như kiểu muốn ăn tươi luôn sống đến nơi ấy. Sợ vãi. Tình cho không biết không đó. Chẳng chơi gì nữa, tới luôn bắt tạc ơi. Rồi đâu? Tới cái phong quấy bột giống mày à? Thôi. Hey! Đi trăng mật với bầu mà tươi thế. Bầu bí gì? Em mòng biển chập trên bể bơi, nhớ chưa? Wow, đúng tác phong trò nghiệp vụ khác, tốc độ thật. Mày. Để tao. Mày xem nghiệp vụ của tao nè. Em. Chào anh. Trùng hợp quá nhỉ. Em vừa soạn tin cho anh xong còn chưa kịp gửi này. Ơ, vậy à? Cho anh xem được không? Này, chuẩn bị bắt tao thảo thêm cái hợp đồng 3 tỷ nữa nhá. Chuẩn bị làm nhạc thế thân đi là vừa. Hình như anh đang bận ạ? À, không, anh... Em xin phép nhá. Đấy. Tính thơm đấy. Sơi đe. Nhìn này. Nè. Đấy. Rồi. Nè. Cái mũ đâu quê vậy? Quê à? Này, còn hơn của anh nhá. Nhìn anh trông có khác gì cái con bói cá không? Tối ngày loanh quanh bên cạnh con mòng biển, trông đẹp đôi lắm. Con mòng biển của tôi có ba đôi chuẩn, chịu chơi, đặc biệt là biết thưởng thức vẻ đẹp của tôi, hiểu chưa? Cuối cùng là có ăn không? Không được ăn hết à? Ôi ăn chứ. Này, ăn lắm, ăn suốt cả ngày. Người ta ăn cho con chứ có phải là cho một mình tôi đâu. Tối nay tự túc đấy. Tự túc là hạnh phúc, đúng không? Ghét thế. Chào em. Chào anh. Anh thể nào mời em về bật tí cùng anh không? Tại sao lại không nhỉ? Nhưng mà chắc là em phải về thay đồ trước đã. Ok. Cầm hộ em cái áo nhé. Mày thấy chúng nó xuống lâu chưa? Mới cách đây 5 phút thôi. Sao mày không gọi tao? Tao gọi mày, mày có nghe mày đâu. Sẵn không nghe máy. Bây giờ nhá, tao đập cửa vào, còn mày cầm máy để quay, rõ chưa? Mà bật sẵn máy lên đi. Chó này, mày có biết đây là ai không hả? À? Cái gì? Mày có biết đây là vợ tao không? À, tao. Cổ là người chủ động. Cổ kia nó vô đây để thay đồ mà. Nó thay đồ. Tại sao mày lại cởi áo? Tại sao? Tại vì cổ nói cổ bị lạnh cho nên tao phải cởi hết quần áo. Tao dùng thân nhiệt của tao để sưởi ấm cho cổ, mày hiểu không? Mày trêu tao đấy à? Cô làm sao? Anh ơi, thì em sai rồi. Tất cả là tại anh nói chia tay. Thôi đi. Mày làm đi. Tại hắn là người dụ dỗ em. Đi. Tí về tao xử mày sau. Còn đằng kia, mày định bây giờ thế nào? Tao hiểu rồi. Là tụi bay gài bẫy tao chứ gì. Không có gì ăn gì đâu con. Làm im. Mày định đi đâu? Mày biết thì sao? À, bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là mày chuyển cho tao 100 triệu. Còn hai, tao cho mày nổi khắp mạng xã hội. Mày chọn đi. À, đấy rồi. Đâu? Chúng mày làm im. Đây nhá, 2 năm rõ 10 nhá. Uổng công tôi tin tưởng anh, tôi yêu thương anh. Anh thấy là tôi chửa đẻ, tôi xấu xí, anh đi với gái gì? Đồ khốn nạn, ông khốn nạn nhá. Sao phụ. Thế mà tôi nói thì bố mẹ không tin tôi. Bây giờ còn chối nữa không? Hả? Mày quay tao đi này. Đây. Bố mẹ ơi, nó đi ngủ với gái đi này. Mày cũng đi à? Công an tới chưa anh? Công an sắp đến đâu rồi? Con này đó, con này mày đi đâu? Mày đứng lại. Mày đi đâu? Điên à? Tao đang đêm đây. Mày quần đó. Không ra. Đưa đây. Mày mặc đi. Đi rồi. Em mệt quá. Ra đây chứ. Ở trong đây như con cá dọn bể à? Nhục chưa? Đấy, cho đáng lời đi. Zoom vào, cận vào đấy, đây này. Quay ra đây chứ. Nhục nhã chưa? Đẹp mặt chưa? Trông có khác gì cái con ở trong sở thú không? Dồi ôi. Này, bà đông hơi nhanh đấy. Chị mày mà khẩu vị mặn thế. Ăn mặn cho để con dai. Xong chưa em ơi? Đây xong rồi anh ơi. Mỗi này thôi gì? Đấy còn đây nữa mà. Như đôi chim bồ câu. Sợ quá. Ôi sợ thế, người to như con voi vật nhưng không hiểu sao lại yếu thế. Lấy đâu ra nhiều vậy? Trong lúc anh đi tán gái thì tôi đã mua đủ quà cho phụ huynh hai bên rồi. Tôi không ngờ anh lại ăn tạp thế đấy. Này, có biết ăn tạp như thế ở ngoài Bắc người ta gọi là giống con gì không? Chê. Nè, cô thôi cái tử đi. Tại sao lại phải thôi? Này, em đang mong chờ đến một ngày nào đấy tất cả những gã đàn ông bị cắm sừng sẽ tới đây nện cho ông này một trận. Thôi ở đấy mà chí chóe. Con này về trước đi. Đi đến nơi về đến chốn đi nhá. Rồi yên tâm, đi anh. Chả về thì về đâu. Rồi sao? Giờ chị về chưa? Về chứ. Về thì đi. Chụp này chảy dãi ướt hết cả sảnh của nhà người ta rồi. Đi lấy xe rồi còn về. Về không? Đúng là cái đồ cá chê.